Em nghĩ là cái việc mà em ghét nhất ở anh Tùng, thứ nhất là ngày xưa lúc mà quen em, trời ơi, nước hoa lúc nào cũng xịt thơm nức. Còn bây giờ thì suốt ngày cả cuộc đời em chỉ có, em nghĩ là lúc anh lấy, anh nghĩ là cả thanh xuân của em là đi ngửi tất của anh ấy và ngửi quần lót của anh ấy thôi. Trời ơi, có mấy lần em xịt ngất đây ạ. Em gọi là tí ngất luôn. Cái thứ hai là mọi người thì nghĩ là rất là thích người đàn ông của mình gọi là giúp đỡ việc nhà như em không nha. Bởi vì mỗi lần mà anh dọn nhà là anh lầu bầu kinh khủng khiếp luôn. Ví dụ là tại sao cái bình hoa này lại ở đây nhỉ? Sao lại ở đây nhỉ? Hôm trước em để ở trên tủ lạnh cơ mà, nhưng mà chính anh ấy là người đã bỏ xuống đấy ạ. Tức là mỗi lần mà anh dọn là anh bới hết tất cả mọi thứ ra giữa nhà, xong rồi anh sắp xếp lại. Là tủ lạnh hôm nay ở đây, ngày mai ở kia. Tức là anh ấy thích làm mới như thế. Ok, dọn thì cứ dọn đi, nhưng mà cứ cái kiểu lầu bầu ấy chị. Cái làm kiểu nói lèm, đúng rồi, lèm bèm. Tại sao cái nhà nó cần nó khó chịu lắm luôn, khó chịu lắm luôn. Không gì nên buông đi để tôi làm, đúng không? Đúng rồi ạ. Mà vợ em có bao giờ làm đâu? Đúng rồi ạ. Anh ấy rất là nhây chọc, đúng không? Dạ đúng rồi. Là anh ấy rất hay quay mấy cái clip mà lúc em xấu nhất để anh ấy đăng lên Facebook, lúc mà em bầu á, em xấu xong béo. Trời ơi, mà mặt anh ấy lúc mà anh ấy trêu em chị nào, là mặt xấu ấy nhở. Trời ơi, thế nhưng mà con khỉ đột ấy, em thôi. Trời ơi, trước mặt nhiều người là anh ấy giống như lúc nào anh cũng như là một thần tiên, một gọi là đấng thần linh ấy, nhưng mà về nhà với em anh như thần kinh ấy. Đánh rắm thối khủng khiếp anh ạ. Nhưng không thể nào mà hai vợ chồng ở trong phòng máy lạnh đánh rắm im lặng. Xong rồi mỗi lần mà em thấy anh ấy quạt cái chăn như này là em biết anh vừa đánh rắm mà. Thật sự luôn, bực mình. Bởi vì là một lần thôi không sao đúng không chị, một tối mà phải 3-4 lần như thế, mà em đang làm việc, em đang cầm iPad, em đang làm việc như này, ông đánh rắm xong ông hầy hầy mình biết thì mình che đi, không ông phải hầy đến bao giờ mà em kiểu tức điên lên đâu. Vui đó, thú vui. Đúng rồi, thích lắm ạ. Thực sự rất thích trò đấy. Mà có nhiều hôm nhá, có nhiều hôm nghe là nó không ra tiếng đâu. Em làm sao mà để nó im? Xong rồi em làm nó quay lưng bên này, và em làm mà em chỉ cần nghe anh ơi, đấy là em biết là nó bay đến đấy rồi, là em thích lắm ấy. Hai vợ chồng vừa mới ăn phở xong này, đi ra ngoài nhìn thấy bên cạnh đang dán bánh trưng, phải làm chiếc bánh trưng em về đã, không biết có ăn không, nhưng mà bắt em mua bánh trưng. Xong ra góc bên kia đường đang thấy có một cái quán bán xôi với cả bán bánh giò, cũng phải mua xôi và bánh giò đem về. Khi về nhà em hỏi có ăn không, thế xong rồi nói em bảo một câu bảo thôi em không ăn đâu, anh ăn đi. Thì em bảo bây giờ trời ơi ăn đêm béo lắm, mà em không thể nào mà em ăn được, bởi vì là em đâu có đói đâu. Và em bảo là người ta nói dân gian có câu ấy là bà bầu người ta ăn như nào mình phải ăn hết, không là về sau là con sẽ yếu rồi con sẽ không phải. Thôi em lại phải ngồi ăn. Xong đến lúc mà em đi phim là nguyên cái bộ đồ mà bình thường em đi là em không mặc vừa cái nào hết. Cái thứ hai là ở bẩn, có nghĩa là em biết là cái ngày mà thường thường của phụ nữ ấy, là em biết là cái ngày đấy rất là tế nhị không? Không, ngày đấy là đòi, thường thường là đèn đỏ thì người ta phải dừng chứ trời. Đòi nhưng mà cho đâu mà kể, lại không cho trời, còn bắt em mặc áo mưa và để cho cơ mà em không chịu chứ, mà em biết là anh xạo thật sự luôn. Lại xạo, trên này là không được nói xạo, mình phải nói thật lòng. Được đấy. Tiếp nữa đi em. Yeah. Được đấy. Rất hay ợ. Ăn xong là kể cả có bố mẹ em ngồi đấy hay là có bất cứ ai ở đấy là ợ. Cứ nhìn vào mặt em là phải ợ cái đã. Em cảm giác như cái mặt em là cái mục đích để cho bà ợ ở sao ấy. Mà lúc nào ăn xong cũng nhìn em mà ợ. Đấy là lý do tại sao mà em ăn xong là em phải đi dạo khác. Cái nữa là ngáp rất là to. Phụ nữ thường người ta ngáp người ta phải che miệng. Mỗi lần ngáp ở nhà hay ngáp ngoài đường là không, là ăn hết cả thế giới. Là mở hết cỡ luôn, mở một cách kinh khủng, có nghĩa là mở em cảm giác như kiểu là hôm đấy ngáp là sái ngoài hàm luôn ấy. Mà không bao giờ biết lấy cái tay để che mà em. Nhưng mà em có ý kiến. Không, phần này phần của anh. Không, nhưng mà em cho em ý kiến một cái. Phần này phần của anh. Phần nhưng của em trời ơi, nhưng mà chị khi mà chị ngáp á mà có người chọc cái ngón tay vào cái mồm chị có khó chịu. Ở lần nào em ngáp ông cũng chọc thẳng không, ngón tay. Không, mà cái đấy lại là cái thú vui của em. Đúng rồi. Vợ em mà ngáp đấy là em chọc nguyên cả ngón tay mồm luôn, là lúc đấy là ngậm luôn, là không ngáp luôn. Và cái tật xấu của vợ em nữa là hay móc mũi. À, móc mũi. Vâng, hay móc mũi mà móc một cách kinh khủng, móc tôi vô tội vạ luôn. Mà có nhiều lúc mà đang ngồi mà kiểu em biết là giống như kiểu là nó thành cái thói quen rồi, không kiểm soát được rồi, nó dài lên tận từng này rồi mà vẫn cứ ngồi vẫn kéo một cách. Trời ơi, bữa đây sổ mũi là sao vậy? Không, mà bình thường đã thế rồi. Vâng, xong bắt đầu là kéo đến dài này vẫn kéo, đến lúc mà em quay sang em bảo vợ không nhấc ra mà đưa nó lại vào bên trong. Em mới thấy bảo trời ơi, lạ thật. Không biết là cái người phụ nữ mà ngày đầu tiên mà em gặp ấy, có nghĩa là đi đứng rất là đàng hoàng, có nghĩa là ăn miếng nào là che miếng nấy, hắt xì hơi cũng che. Bây giờ tại sao lại như vậy? Đến bây giờ em không hiểu sao vợ em lại ra sinh ra cái nét